a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Chương trình từ phía gia đình và nhà gái xin được trân trọng lưu nhiệt và trao đón những tình cảm sự quan tâm trở về của các vị đại biểu, các tổ chức khách quý, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, người thân của hai bên gia đình chúng ta đang hiện diện và trở về có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi, gia đình ông Vũ Hữu Dũng và bà Lê Thị Hiền tại địa chỉ tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa, là bố mẹ sinh thành của cô dâu Thảo Thảo. Đến ngày hôm nay, toàn thể các vị đại biểu khách quý chúng ta sẽ đến với chương trình sự kiện lễ nạp tài để dành tặng và chúc mừng cho đôi trẻ Mạnh Linh và Thảo Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho các MC Lê Hoàng xin thay lời cho gia đình họ nhà gái xin gửi những lời cảm ơn chân thành, đồng nhiệt và sâu sắc nhất đến với sự hiện diện quan tâm trở về của các vị đại biểu khách quý từ phía hai bên gia đình. Thì ngày hôm nay, gia đình họ nhà gái của chúng tôi rất trân trọng được chào đón sự hiện diện của phái đoàn đại biểu khách quý từ phía gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Đặng Xuân Tài và bà Nguyễn Thị Khánh tại địa chỉ khu phố 9, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là bố mẹ sinh thành của chú rể Mạnh Linh cùng với những người đại diện cho bên nội tộc ngoại tộc, những người thân thiết nhất của phái đoàn gia đình nhà trai cũng đã trở về để đồng hành và tham dự chương trình. Và chính thức ngày hôm nay, gia đình nhà trai, gia đình ông Tài và bà Khánh đã có sắm sửa trùng trầu che rượu những mâm sinh lễ trang trọng đủ đầy để đến với gia đình nhà gái, đến với gia đình ông Dũng và bà Hiền để thưa chuyện cùng với gia đình họ nhà gái và gia tộc của gia đình nhà gái, để xin phép gia đình nhà gái để đặt những trùng trầu che rượu theo đúng phong tục tập quán cưới hỏi của quê hương địa phương của chúng ta, để hai bên gia đình vun vén xây dựng và tác hợp cho các con đền nghĩa chồng vợ. Và bây giờ đây, cho chúng tôi xin được trích chặt và tuyên bố chương trình sự kiện ăn hỏi đến hôn nạp tài được diễn ra tại tư gia của gia đình nhà gái được dành tặng cho đôi trẻ Mạnh Linh và Thảo Thảo xin chính thức long trọng được bắt đầu. Và tất cả mọi người hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chương trình của quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời và trao đón về trường đoàn đại diện của gia đình nhà trai sẽ khởi thân đứng lên để có đôi lời phát biểu ý kiến và giới thiệu đoàn đại biểu của gia đình nhà trai. Xin trân trọng và kính mời. Kính thưa các ông, cô bà, các anh, các chị, các vị đại biểu tham dự trong khi quý lễ long trọng hôm nay, kính thưa hai họ, kính thưa hai người chúng ta, tôi đại diện nhà họ trai xin trân trọng giới thiệu các thành phần và các vị đại biểu tham dự buổi lễ hôm nay như sau. Ngồi bên phải tôi là hai ông bà Tài Khánh đã sinh thành ra Cao Linh. Tham gia đoàn còn có hai chị, hai anh rể, các cháu. Tham gia đoàn còn có bà con, bạn bè, hàng xóm và tổ liên gia. Để buổi lễ tổ chức và tiếp tục các nội dung chương trình thành công như mong đợi, một lần nữa thay mặt cho nhà họ trai thì kính chúc hai họ, các bác, anh, các chị, ban tổ chức mạnh khỏe. Và bây giờ đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu một vị đại diện cho gia đình nhà gái cũng sẽ khởi thân đứng lên để có đôi lời phát biểu ý kiến và giới thiệu đoàn đại biểu của gia đình nhà gái. Xin trân trọng và kính mời. Trước hết thì các tôi thay mặt gia đình nhà gái xin cảm ơn gia đình nhà trai có cái tấm lòng trong năm các cháu tập trung liên hoan tại đây là được chứng kiến cái việc đây là trong một cái cháu lưu dụng. Trước hết là tôi thay mặt nhà gái là xin cảm ơn. Về phần giới thiệu thì tôi xin giới thiệu với các vị đại biểu thì trong cùng là bố mẹ ông Thảo, bà mẹ bà Thảo
cũ của cháu Hảo. Và hôm nay là công việc là quan trọng của cháu. Anh em kêu gọi của cô cũng tập trung là đầy đủ để đón tiếp và cảm ơn. Thực ra là như này, mặc dù là cái thời buổi Covid thì nó cũng có khác, nhưng mà mọi công nghiệp thì chúng ta cũng phải tiến hành để tăng năng của con cháu. Như tôi đã nói, tức là hai gia đình chúng ta là tổng kết chung. Vì thế cho nên là xin chúc hai gia đình có thể tấm lòng gia đình việc tăng năng của con cháu. Xin thành cảm ơn. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể và quý vị khách quý thân mến, người Thanh Hóa luôn vốn trọng nghĩa tình, khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca. Và để thể hiện tình cảm và sự chào đón của gia đình họ và nhà gái đến với các quý vị đại biểu khách quý từ phía gia đình ở nhà trai, và cũng như chính thức được mở lối cho câu chuyện phúc trăm năm của đứa trẻ Mạnh Linh và Thảo Hảo. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tổ quốc sao duyên đời trở lại nước, qua phần tham gia và sự quay trở lại của nữ ca sĩ Thu Quyên sẽ gửi đến tận quý vị. Thưa quý vị, sau khi gia đình hai người đã hoàn tất với chương trình gia đình đầu tiên, chương trình gia đình hỏi
tinh thần đã được hai gia đình của chúng ta hoàn toàn đồng ý và chấp thuận bởi những người thân mến và được biểu lộ trên những nét mặt thật tuyệt vời của toàn thể các bạn thì lại được quý để chúng ta thể hiện rõ một điều rằng hai gia đình ngày hôm nay rất thiện chí và mong muốn vun bén xây dựng và tác hợp cho những trẻ của chúng ta sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trăm năm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình, quay lại trở lại với nội dung thứ hai. Và nhân đây, chúng ta xin thay lời cho hai bên đây xin loan tin báo nghỉ và thông báo đến toàn thể quý vị nên chúng hôn lễ của chủ thể Mai Linh sẽ duyên cùng cô dâu Thảo Thảo. Thưa quý vị, hôn lễ của các em sẽ chính thức được cử hành và bắt đầu vào khung giờ 7:05 và bây giờ gia đình và cha sẽ lên đường cùng cô dâu vào chủ nhật ngày 12/12/2021 tức là ngày 9/11 năm Tân Sửu tức là ngày mai. Thưa quý vị, và gia đình nhà trai sẽ xuất phát đến từ đó vào lúc 7:05 thì vào khoảng 8:10 đến 8:20 thì gia đình và nhà trai sẽ có mặt tại gia của gia đình nhà gái để thực hiện đầy đủ các thủ tục xin dâu và lễ vui tại gia đình của gia đình và nhà gái. Vào khoảng 8:35 thì gia đình và nhà trai sẽ xin phép gia đình nhà gái để đón cô dâu trở về với gia đình của gia đình nhà trai. Vào khoảng thời gian là 10:30 thì lúc đó gia đình nhà trai sẽ tổ chức hôn lễ cho các con cái của mình theo đúng theo thân vịt của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái tại dân gian của gia đình của bà Phạm Xuân Tài và Nguyễn Thị Khánh tại địa chỉ khu phố 9 phường Bắc Sơn thị xã Kim Sơn tỉnh Thanh Hóa và bố mẹ sinh thành của chủ thể Mai Linh. Đó là lịch trình hôn lễ của chủ thể của chúng ta. Và bây giờ tôi thể quý vị chứng minh những bức tranh này thành công và tốt đẹp. Với lẽ tôi xin được mời một lần nữa ông Phạm Xuân Tài và Nguyễn Thị Khánh sẽ phải đứng lên và xin mời lại ông Vũ Vũ Dũng và bà Lê Thị Hiền sẽ phải đứng lên. Xin mời hai gia đình của chúng ta sẽ trao và nhận chú trầu tranh hiệu thứ hai. Đó là chú trầu tranh hiệu xin ấn định ngày giờ giới. Xin mời hai nhân vật chúng ta sẽ đứng lên nhận. Và thưa quý vị, và bây giờ đây thì xin được mời gia đình và nhà trai sẽ tiếp tục sẽ đứng lên để trao chục trầu trách nhiệm thứ ba thì với gia đình và nhà gái. Và xin mời bố mẹ sinh thành của Mạnh Linh và bố mẹ sinh thành của cô dâu Thảo Thảo sẽ trao và nhận chục trầu trách nhiệm thứ ba, đó là chục trầu trách nhiệm nam tay. Và xin mời quý vị chúng ta tiếp tục vỗ tay thật lớn để chúc mừng hai bên gia đình nào thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình để với bảy con sinh lễ mà gia đình và nhà trai đã chuẩn bị. Thưa quý vị, dẫn đầu với trong bảy mâm sinh lễ đó là mâm trầu đau theo phong tục tập quán người Việt Nam của chúng ta. Miếng trầu là câu chuyện và miếng trầu nên dâu nên sể là người. Mâm sinh lễ thứ hai đó là mâm hoa quả tượng trưng cho sự đơm hoa và sự kết trái của tình yêu đôi lứa. Hai mâm sinh lễ trầu đau và hoa quả đã được các nghệ nhân nghệ thuật tạo thành hình dâu phương rất là đẹp theo yếu tố tâm linh của người Việt Nam của chúng ta, đó là sự gian trang hòa của trời đất. Mâm sinh lễ thứ ba trong ngày hôm nay đó là một con lợn quay và một mâm xôi đầy, nó biểu trưng cho sự no đủ của tương lai hạnh phúc trăm năm của các con cái của mình. Mâm sinh lễ thứ tư trong ngày hôm nay thưa quý vị đó là mâm bánh kem và rượu chè thuốc, là đó là những vật dụng vô cùng quan trọng dùng để đón tiếp khách cho ngày an nghỉ hạnh phúc trăm năm của các con. Mâm sinh lễ thứ năm trong ngày hôm nay thưa quý vị đó là mâm cũng tiếp theo là mâm bánh kem nữa, cũng là những cái tình cảm mà gia đình và nhà trai đã chuẩn bị để trao gửi đến gia đình nhà gái. Mâm sinh lễ thứ sáu trong ngày hôm nay thưa quý vị đó là những tầng bánh sum suê, hay chúng ta thường gọi là những tầng bánh phô thê, nó tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng luôn luôn son sắt một lòng thủy chung. Và mâm sinh lễ thứ bảy trong ngày hôm nay là mâm sinh lễ cuối cùng, đó là những lon bia Sài Gòn, là tượng trưng cho một ngọn thác yêu thương, tình yêu của con vẫn đong đầy tuôn trào và chảy mãi. Và đó là bảy mâm sinh lễ vô cùng trang trọng mà gia đình và nhà trai đã chuẩn bị để trao gửi đến gia đình nhà gái. Và thưa quý vị, và lúc này đây thì có lẽ rằng do cái điều kiện phòng khách của gia đình nhà gái của tôi có phần hơi chật một chút, và bảy mâm sinh lễ này thì đã đặt tại một vị trí vô cùng trang trọng này rồi. Vì vậy chúng tôi muốn mời đại diện của hai bên gia đình bố mẹ sinh thành của Mạnh Linh và Thảo Thảo, chúng ta sẽ đứng lên và chạm tay vào mâm sinh lễ này để tượng trưng cho những điều quan trọng của hai bên gia đình. Và với các bạn để tượng trưng cho những điều quan trọng mà hai bên gia đình đã trao và nhận. Vâng, từ đây chạm tay của mâm sinh lễ rồi. Và tuyệt vời. Và trở lại với người ngồi trước hàng này thì chúng tôi sẽ mời đại diện của gia đình nhà trai sẽ tiếp tục cử lời lên để giải thích là đến với toàn quý vị quý xin trân trọng và kính mời. Kính thưa các bác, anh các chị và các vị đại biểu, đến giờ phút này thì cũng lẽ là chúng ta đã tương đối thành công như mong đợi, và theo nguyện vọng của ban tổ chức ý, đã công bố thì tôi thay mặt cho họ nhà trai xin kính mời các vị
các bạn, các ông, các bà, các bác, họ là gái. Ngày mai chúng ta tập trung đông đủ ở đây để chúng ta tiến hành đưa cô dâu về nhà trai. Đồng thời nhà trai chúng tôi cũng rất mong để nhà gái tổ chức đi vui khỏe và an toàn, và nhà trai sẵn sàng đón tiếp một cách chú đáo và vui mến. Xin cảm ơn. Thì theo cái phong tục đó thì như ban đầu tôi đã nói rồi, thì nhà trai thì bạn đã giới thiệu là đã giới thiệu rồi, thì tôi cũng đã giới thiệu ban đầu rồi, tôi là đã giới thiệu nhà đá. Thế thì xin cảm ơn gia đình nhà trai một lần nữa, và theo cái phong tục thì gia đình nhà gái chúng tôi vẫn nhận lời, tức là ngày mai chúng tôi đã có cái giao lưu cùng với gia đình nhà gái. Hiện nay thì bác đại diện muốn mời hai con cùng với bác đại diện để trở về với gia đình họ nhà gái để thắp hương cho ông nội. Và thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các quý vị khách quý thân mến, và bây giờ đây thì gia đình họ nhà gái cũng đã có một lời mời vô cùng chân thành để toàn thể các bà, các quý vị khách quý, chúng ta sẽ trở ra tại khu vực phòng cưới của gia đình họ nhà gái để sum tiệc liên hoan cho ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Còn đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình trong ngày hôm nay, một lần nữa xin được chân thành và cảm ơn toàn thể quý vị đã trở về đồng hành và tham dự chương trình. Bởi vì chúng ta đã thành công một cách vô cùng tốt đẹp, và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để khép lại chương trình thành công và tốt đẹp. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo dừng say tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Xây tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương.
xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. You know you have made me blind. I lie awake and pray that you will look my way. I have all this của chúng ta, đồng thời cũng xin gửi tới toàn thể những người quý từ hai bên gia đình
lời thì chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng Lưu Nghiệp và thân thương nhất. Xin mời anh em lúc này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị trưởng đoàn đại diện của gia đình và nhà trai sẽ cử lên đứng lên để có đôi lời phát biểu ý kiến, giới thiệu đại biểu của gia đình, đồng thời gia đình họ nhà trai sẽ tư vấn vấn đề cùng với gia đình nhà gái để chọn cảnh và thành công hơn. Xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai. Kính thưa các anh, các chị cùng các vị đại biểu, kính thưa hai họ, tôi thay mặt cho nhà trai đi cùng với bà Khánh và mẹ chị Thành Cao Ly. Cái điều chung thì chúng ta đã làm cùng rất nay là cái ngày lễ trời ạ, là nhà trai có cây trầu, cây treo và lễ nhà gái. Ông bà, các cháu, xin các cháu nghe là con nhau của gia đình chúng tôi và mong được là mời nghề. Và thưa quý vị, có lẽ rằng lúc này đây thì vị trưởng đoàn đại diện của gia đình nhà gái của chúng tôi với cương vị là đơn vị chủ nhà cũng sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến. Kính thưa các vị đoàn, chào các vị đại diện gia đình nhà gái, gia đình giám khảo. Trước hết thì gia đình nhà gái cũng rất là cảm ơn gia đình nhà trai. Tức là cái điều kiện là tuy là đường thác ra thôi nhưng mà vẫn thực hiện được cái là chơi bài đi làm. Mặc dù là nó không đáp ứng được nguyện vọng nữa vì cái dịch Covid, cho nên là mọi gia đình cũng như toàn thể khu trường chúng ta đều thông cảm cho. Trước đây là phút mà để rồi bao lâu thì gia đình nhà trai cũng đã thu xếp vào cái ngày đẹp tốt. Thì thế nên là gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất thiết và thống nhất theo cái quan điểm của gia đình nhà trai. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn rất nhiều và thưa quý vị, đó là ý kiến phát biểu của hai vị đại diện cho gia đình nhà trai và nhà gái đã đồng thuận và nhất trí cao để chính thức gia đình họ nhà trai đặt chung chấu trách nhiệm xin dâu đến với gia đình họ nhà gái để xin phép gia đình nhà gái được đón cô dâu Thảo Thảo trở về với thư gia của gia đình nhà trai tổ chức hôn lễ và làm dâu con trong gia đình họ nhà trai. Vì vậy ngay vào lúc này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai người mẹ sinh thành của Mạnh Linh và Thảo Thảo sẽ cùng đứng lên để trao nhận chúc chầu trên điều xin bám dâu cho ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình nhà trai nhà gái thưa quý vị. Ngay vào lúc này thì chúng tôi cũng xin được mời bố mẹ sinh thành của cô dâu Thảo Thảo, bố Vũ Hữu Dũng và mẹ Lê Thị Hiền sẽ trở về tại vị trí trung tâm sân khấu của chúng tôi. Uống nước nhớ làm con phải yêu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng. Anh ơi đưa Thành ở để em sống không quên, đi nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hay đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng, nhắc anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về.
theo anh, em theo anh về làm sao nhà ai. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngàn một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà.
gia đình nhà trai chúng tôi, gia đình ông bà Đặng Xuân Tài, Đặng Thị Khánh đến từ khu phố 9, Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Nồng nhiệt, hân hoan chào đón toàn thể các quý cô ông cô bà, cô dì chú bác, bạn bè đồng nghiệp đã và đang có mặt trong chương trình đại lễ thành hôn của Mạnh Linh Thảo Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Lý Tình cùng với Minh Phương xin được tới quý vị quý có mặt trong hôn trường này, lời kính sức khỏe, lời cảm ơn chân thành với lời chào trân trọng nhất. Của ngày xưa, hạnh phúc chính là những dòng chảy lớn, chảy về những nhánh sông nhỏ, tượng trưng cho sức khỏe, tiền tài, tình yêu, công danh và sự nghiệp. Và khởi đầu của khởi nguồn của hạnh phúc luôn bắt đầu từ tổ ấm gia đình. Và trải qua một thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau, cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đã cùng nguyện ước và cùng với thưa gửi với mẹ cha đã chọn được ngày lành tháng tốt, ngày ông ta bà nguyện xe dây tơ đỏ bắt nhịp cầu yêu thương để cho Mạnh Linh và Thảo Thảo chính thức trở về chung một mái ấm gia đình. Và đó cũng chính là những nghi thức được tổ chức long trọng tại sân khấu tiệc cưới gia đình nhà trai hôm nay. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời Mạnh Linh cùng với Thảo Thảo, hai em sẽ quay lại với nhau để trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất, đó là cô dâu Thảo Thảo. Xin được đón nhận chiếc vòng nhẫn cưới đến từ chú rể Mạnh Linh và chương trình đại lễ thành hôn của Mạnh Linh Thảo Thảo. Xin phép được bắt đầu. Với chiếc vòng nhỏ thần kỳ sẽ được chú rể Mạnh Linh đeo vào tay giáp hút bằng tay trái của cô dâu. Chiếc vòng nhỏ thần kỳ này nó thật tròn trịa và hoàn hảo như tình yêu của đôi ta, bởi nó không có điểm bắt đầu giống như có điểm kết thúc. Và ngày hôm nay có thể nói rằng Mạnh Linh đã có một trái tim nguyên vẹn để trao cho Thảo Thảo một nửa để yêu thương. Mùa đông không phải là những lớp trường để mùa hè hay được tiên ca hát, mùa thu không buồn man mát để mùa xuân sớm hát với cuộc đời. Xin được chúc cho Mạnh Linh Thảo Thảo chấp năm tình thắm mãi. Chào thời nghĩa cụ thể. Thưa quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn vô định, không có điểm đầu và không có điểm cuối. Khi chiếc nhẫn được lồng nhẹ vào ngón tay áp út của cô dâu và chú rể, mang ý nghĩa anh trao nhẫn này cho duyên chồng vợ, em nhận nhẫn này duyên nợ lứa đôi. Dù cho đi suốt cuộc đời, tình chồng nghĩa vợ trọn đời không phai. Một lần nữa xin mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng tiến sang phía bên tay phải sân khấu khoảng 2 bước để gần hơn với những chiếc váy rất trắng trong và phủ đầy mật ngọt. Và cô dâu sẽ cùng chung tay chia ngọt sẽ vui. Xin mời. Thưa quý vị, cô dâu và chú rể tay trong tay đặt những lãng khắc điều đầu tiên để tạo nên một ngôi trà nhà hạnh phúc, một mái ấm gia đình và những ngọt miếng lung linh đang được tỏa sáng tại không gian tiệc cưới gia đình nhà trai. Và thưa quý vị, dấu mốc nền tảng tình yêu của hai bạn thật vững chắc, đó là thần bánh kem đầu tiên là người cùng. Và thần bánh kem thứ hai, đó là thần bánh kem sự tri ân từ những đấng sinh thành, như bậc cha làm mẹ đã sinh con ra, nuôi con lớn cho chúng con những trái tim để yêu. Và thần bánh kem thứ ba, nó tượng trưng cho một tình yêu đẹp, một ngôi nhà phúc đã được mở ra cho ngày hôm nay. Thưa quý vị, bánh này vỏ trắng ruột hồng, bánh này thường nghĩa tâm lòng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình trạng ý thiếp trọn đời thủy chung. Và tương tự như vậy, cô dâu cũng sẽ giải tặng lại cho chú rể ạ. Xin được cảm ơn hai em rất nhiều. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời chú rể cùng với cô dâu sẽ cùng tiến sang phía bên tay trái sân khấu để gần hơn với Tắc Ly. Và hai em sẽ cùng chung tay bật ra những ca diệu đồng và dốc lên Tắc Ly tình yêu. Thưa quý vị, khách quý kính mến, sinh con ra ai cũng có con cái mình khôn lớn trưởng thành, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó cũng là quy luật của tự nhiên. Và có thể rằng là chuyên dựng vợ gả chồng, chăm lo cho thế hệ mai sau là trách nhiệm, là bổn phận, đúng là niềm vui đó làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay chàng trai Mạnh Linh đã quy luật trưởng thành, tìm chọn được cho bố mẹ một nàng dâu hiếu thảo, đó là cô dâu Thảo Thảo đang trở về. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời sau thân phù mẫu của chủ rể, xin được trân trọng kính mời phố Đặng Xuân Tài, mẹ Đặng Thị Khánh sẽ cùng trở về sân khấu để cùng đón nhận những lời cảm ơn bao hiếu của hai con trong ngày hôm nay. Xin mời bố mẹ sẽ dành cho hai con một cái cùng ly, và sau đó chú rể cô dâu sẽ vòng tay qua nhau đi ạ, quay lại với nhau để uống cạn ly rượu ra môi, ly rượu thì ước cho ngày hôm nay. Rồi chúc mừng hai ông bà, chúc mừng hạnh phúc đi ạ. Thưa quý vị, với món quà đặc biệt, đây người ta gọi là một thức vốn đầu năm ban đầu, mong cho hai con của mình có cuộc sống ổn định về kinh tế và hạnh phúc bên nhau đến trọn cuộc đời.
và mẹ sẽ trực tiếp trao cho nàng dâu quỷ của mình, và bố sẽ cùng gửi trao cho người con trai yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay khi về làm dâu tại gia đình nhà trai, cô dâu Thảo Thảo đã đón nhận món quà của ba mẹ và tôi đã gửi với người chồng yêu quý của mình rằng mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi chính con anh ấy là của mẹ. Anh Linh có thể yêu con thời trai trẻ, nhưng suốt đời này yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã sinh ra anh Linh ở trên đời, vì có mẹ nằm sâu vào trái tim anh ấy, dẫu bây giờ con được yêu đến vậy, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai. Và cô này chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay lớn để cảm ơn món quà của bố cô này cho ngày hôm nay đã dành tặng cho chú rể cùng với cô dâu. Và mẹ Khánh ơi, sau khi mẹ trao quà xong, mẹ hãy dang một vòng tay ôm lấy nàng dâu của mình một lần nữa được không ạ? Thưa quý vị, một cái ôm của bố thì nhắn nhủ với chàng trai Mạnh Linh rằng hai con sẽ luôn luôn sống hạnh phúc, và nhìn thấy các con hạnh phúc thì cha mẹ cũng đã vui lắm rồi. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ rất nhiều. Cô dâu và chú rể, xin mời chị trở về sân khấu để dành những phần quà yêu thương cho hai em. Xin được cảm ơn những món quà đặc biệt đến từ những thân yêu của chú rể đang trở về. Và thưa quý vị, danh sách trao quà của gia đình nhà trai chồng tôi có còn rất dài. Chính vì thế mà sự mong muốn của chú rể cùng với cô dâu sẽ được trân trọng kính mời trở về với sân khấu, đó là món quà của chị Thơ và chân là món quà của hai cháu Hợp và cháu Hải. An sẽ cùng trở về sân khấu sẽ trở về để mừng đầu mơ ạ. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời anh chị Hạnh Thu sẽ trở về sân khấu để cùng trao quà cho các em. Trân trọng kính mời. Xin được chào đón món quà tiếp theo, đó là em Lộc Linh. Xin được chào một lần nữa, trân trọng kính mời các em cùng với các cháu của chú rể chúng ta cùng trở về sân khấu lại một lúc ạ. Minh Phương, chúng tôi đã đặt sân trên quý vị, chúng ta có tên sách đăng ký trao quà cho chú rể cô dâu. Đây là sự quan tâm dõi theo của những người thân trong gia đình đang trở về để cùng chúc mừng cho chú rể cô dâu phần quà đặc biệt cho ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin được chào quà của em Đạt cũng sẽ trở về sân khấu, trân trọng kính mời em. Em điện cho ông nhạc sẽ bật to lên một chút để cho hạnh phúc của chú rể cô dâu sẽ cùng thăng hoa. Xin được chào đón món quà đến từ gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời món quà của hai em trai cô dâu sẽ là người đầu tiên trở về sân khấu ạ. Trân trọng kính mời hai em, đó là em Dương và em Khánh Duy sẽ trở về sân khấu ạ.
của em Dương cùng với em Duy và đang giải tặng cho cô dâu. Xin được cảm ơn món quà của gia đình anh chị Quân Hồng. Và thưa quý vị, bên cạnh chú rể cùng với cô dâu ngày hôm nay có những thiên thần của chúng ta. Sau khi trao quà xong thì sẽ nắn lại sân khấu để có khung nhạc cùng với chú rể cùng với cô dâu. Cảm ơn món quà của em Trang cùng với em Trâm. Sau món quà của chị Linh và chị Tâm là món quà của hai em Khánh và Nhi. Xin chào đón món quà của hai em Khánh và em Nhi, con của cậu đang ở xa không về được. Chính vì thế mà chị Trang sẽ là người trao thay cho hai em trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, những người thân yêu của chú rể đang trở về và đồng hành với xin được chân thành cảm ơn những món quà đến từ những tình bạn rất là thân cùng với cô dâu. Đó là hồi bạn thân thời cấp 3 đang còn ngồi trên ghế nhà trường, và ngày hôm nay cô dâu đã không được trưởng thành và xây dựng giúp gia đình có một công việc ổn định. Và ngày hôm nay sự chứng kiến và dõi theo của tất cả quý vị đó là niềm vui nhớ với gia đình hai bên chúng tôi cùng với chú rể và cô dâu. Và xin được chúc cho tình bạn cùng với tình yêu của chú rể cô dâu sẽ cùng lên ngôi. Xin được cảm ơn món quà của hội anh em sóng nổ. Xin kính thưa tất cả các quý vị, các cô, các bác, các ông, các bà, các chú, các bạn, các em ngày hôm nay đến đây tham dự và chung vui cùng lễ cưới thành hôn của em cùng với vợ em là Thảo. Thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã đến tham dự và chung vui cùng với gia đình em ngày hôm nay. Cảm ơn. Thưa quý vị, có lẽ rằng trước sự chứng kiến của quý vị thì chú rể hơi run một chút, hơi hồi hộp, nhưng mà không sao, trong tận đáy lòng thì chú rể luôn cảm ơn từ tình cảm của các bà, cô dì, chú bác, bạn bè đồng nghiệp đã trở về chúc mừng cho em trong ngày hôm nay. Và chú rể cũng có hứa với cô dâu rằng là sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho em thoải mái đi xì pa, đúng không ạ? Nói như vậy cô dâu cười rất tươi. Xin hỏi cô dâu ngày hôm nay khi em về làm dâu tại Bỉm Sơn, xin hỏi cô dâu em lấy được một người chồng vô cùng là to cao đẹp trai này, cô dâu có cảm thấy sung sướng không ạ? Có đúng không ạ? Thưa quý vị, có lẽ rằng đôi bạn trẻ ngày hôm nay không nói được gì nhiều, cũng chỉ hạnh phúc mà cũng chỉ vì thèm duyên. Nhưng chúng tôi cũng được tất cả quý vị, tôi chúc được chú rể cô dâu hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa đồng nghiệp để chào đón anh Hoàng Bách lên sân khấu đi ạ. Lần đầu tiên cho Hoàng Bách xin được gửi lời kính chúc đến tập thể mọi người trong trường và chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Người làm gì chuyện ngồi đường dĩ vãng, chuyện xưa cũ trả chơi theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười, đừng để tớ vương trốn trong man mối. Người làm gì chuyện ngồi đường dĩ vãng, chuyện xưa cũ trả chơi theo ngày tháng. Hát lên em lại gì, cuộc ta không nào nề, bởi chỉ vui khi ta tốt tuổi trẻ. Hãy sống với tình yêu hôm nay, chúc cho nhau rượu nồng say nhất ngày. Hãy đến với tình anh hôm nay, đến bên anh trong vòng tay êm ái. Quên làm gì, chuyện yêu đơn dĩ vãng, chuyện xưa cũ chặt chơi theo ngày tháng. Phát bên em lại gì, cuộc ta không nào nề, đời chỉ vui khi vẫn tới tuổi trẻ. Xây dựng đêm đi mai, ai sẽ tin mi sinh riêng tôi này. I can stay on still, I can stay on love, I will go through open my eyes. Into deep,
bầu mình nghiên chưa tin ai tên đến dịu ơn áo mãi mãi happy no matter that how I try I don't want to be alone tonight gossip in my guiding light listen to it to be by your side want to be messed up tonight I don't want to be alone tonight in tuning knowing in tuning I can tell you earn off my mind baby no matter that how I try I don't want to be alone tonight mắt lên em ngại gì chúng ta không nào nề đời chỉ vui khi tâm phút đời trẻ baby no matter that how I try I don't want to be alone tonight mắt lên em ngại gì chúng ta không nào nề đời chỉ vui khi tâm phút đời trẻ. Lý Tịnh là một người cũng khá quen thuộc cùng với biển dân chúng ta. Ngày hôm nay rất vui, rất vinh dự được trở về, được nhận lời cùng với dân nhà trai và nhận lời mời cùng với trung tâm tổ chức tiệc cưới sự kiện Lan Hội được trở về với vai trò công tác tổ chức. Thì trước tiên anh mong muốn rằng bắt tay chú rể một chút được ạ. Anh em mình đứng sân khấu khá lâu rồi, có lẽ rằng Covid thì khá là an toàn. Thì bây giờ mong muốn bắt tay chú rể một chút. Anh sẽ bắt tay em rằng anh sẽ chúc cho em một người chồng, một người trụ cột trong gia đình, sẽ là người bố trong tương lai. Và em luôn là bầu trời rất lớn che chở trong cô dâu Thảo Thảo của em suốt này. Xin được chúc cho hai em hạnh phúc, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, sau cuộc vui này thì gia đình nhà trai chúng tôi có lời mời chân thành, kính mời các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, đồng nghiệp, thân tình người ngoại của chú rể cô dâu cùng với sự hiện diện của gia đình nhà gái sẽ cùng ở lại với gia đình nhà trai chúng tôi dự bữa cơm thân mật để cùng chúc mừng cho Mạnh Linh cùng với Thảo Thảo. Và ngay bây giờ cho phép Lý Tinh cùng với Mạnh Linh và Thảo Thảo sẽ gửi tới quý vị và quý vị đón nhận chúng tôi một cánh cửa đầu nữa để khép lại cái lời thân hôn của Mạnh Linh Thảo Thảo trong buổi sáng hôm nay. Xin được thay lời cho gia đình nhà trai, thay lời cho chú rể cô dâu, xin chân thành cảm ơn tới tình cảm của các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, đồng nghiệp đã không quản đường sáng xa xôi đã cùng trở về với gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay tham dự và chúc mừng cho lời thân hôn của Mạnh Linh cùng với Thảo Thảo. Đến đây là diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có buổi trưa trong sáng tây nào ai tiếng lá xe chào thua nói gì đổ mô đừng mong ăn hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian cho nên suy cho cùng thì anh đây number one không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi.